lời Chúa theo Thánh Matthew chương 13 câu 10 đến câu 17. Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng: các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá. Chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe." Và các bạn thân mến, tại sao Chúa Giêsu lại tạo ra những mật mã qua việc dùng các dụ ngôn khi trình bày về mầu nhiệm nước trời? Phải chăng có hai hạng người? Theo đó, một hạng may mắn tiếp cận được với hạnh phúc, còn hạng kia thì luôn luôn phải ngồi trong bóng tối. Thật ra, tin mừng được loan báo cho hết mọi người, và ý định cứu chuộc của Thiên Chúa là dành cho hết mọi người, không loại trừ một ai. Không có việc Chúa chọn người này và loại người nọ. Tất cả mọi người đều là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa. Thế nhưng, không phải ai cũng đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Thiên Chúa khởi xướng tình yêu, nhưng con người có toàn quyền tự do đáp trả tình yêu đó, đón nhận hay khước từ. Việc đón nhận hay khước từ là hành vi thuộc quyền con người, nhưng lời yêu thương luôn là hành vi thuộc khởi xướng từ nơi Thiên Chúa. Không ai có thể tự hào cho rằng đức tin mình đang có là do công khó của mình tìm ra. Không thể được. Bởi nếu Thiên Chúa không khởi xướng tình yêu, thì làm gì chúng ta có thể đáp trả hay khước từ? Đức tin là ân huệ nhưng không của Thiên Chúa. Nhưng để nhận lãnh được ân huệ đó, con người phải nỗ lực đáp trả bằng một hành vi dấn thân đích thực. Do đó, ai nghĩ rằng họ có thể yên tâm, bình thản, tự khắc họ nhận được ân huệ, vì họ như là người được Chúa sủng ái, vì họ là những người thuộc con dòng cháu giống, con cháu của các thánh tử đạo, họ là những người thuộc đạo gốc. Với những ý nghĩa đó, có thể họ đánh mất lợi thế chiếm hữu nước trời. Vì để được đón nhận lời hứa của Thiên Chúa, lời hứa ban thưởng nước trời, đòi hỏi chúng ta phải có một sự hiểu biết đầy đủ về ân huệ của Thiên Chúa. Khả năng tin nhận không do công trạng của chúng ta, nhưng do Thiên Chúa khơi dậy. Chúa dùng dụ ngôn để giảng dạy, nhằm đánh thức những người đang bị ru ngủ bởi lý lịch đức tin. Hãy mở mắt ra mà nhận biết rằng, để có thể lãnh nhận lời hứa cứu chuộc,
mỗi một người phải hành động bằng một thái độ chấp nhận tin mừng và dấn thân theo lời mời gọi của tin mừng. Ơn cứu độ được trao ban không dựa vào lý lịch dòng dõi cha ông, nhưng là hành vi đáp trả của từng người. Lạy Chúa, Chúa luôn mời gọi chúng con dấn thân để phục vụ cho nước trời. Xin đừng để chúng con sống ỷ lại là con của Chúa, nhưng luôn hành động để cho ơn làm con Chúa được nảy nở. Xin cho đức tin của chúng con phải thực sự sống động trong chính cuộc đời phục vụ của chúng con, phục vụ bằng con tim yêu thương như Chúa yêu.